Dung đây rồi. Để em đổi đồ thằng đây thằng Ngộ Thiên đây mày lìa bưởi 15. Chưa bí tịch à? Chưa bí tịch cũng chơi mày. Hình như ăn trùng rồi sao ấy. Rồi, thế thôi anh em nhé, để chú ác vào chỉ huy PK rồi là làm gì làm nha anh em. Mình lâu ác thiếu lâm quậy tí.